Bây giờ máy bay đã hạ cánh và xuống sân bay Malaga. Rồi, mình đi theo ha. Xuống đây vào lúc khoảng 7 giờ rưỡi chiều rồi nè mọi người. 7 giờ rưỡi tối á. 7 giờ rưỡi tối mà ở đây vẫn đang còn sáng trưng như vậy đó. Mà sang được nghe thông báo rằng là nhiệt độ là 30 độ. Cho nên là tha hồ mà nắng bỏng. Rồi đi ra ngoài kia để lấy hành lý. Ra tới đây là bắt đầu thấy nóng rồi. Cái chỗ này á, nghe nói là có rất là nhiều khách du lịch đi tới đây. Và một số khách mà tới làm móng ở chỗ làm móng á, ở tiệm làm móng á, thì nói rằng đó là họ thường phải đi vào tháng 9. Đi tháng 9 như vậy thì nó nhiệt độ nó đỡ nóng hơn tháng 7, tháng 8. Wow, mà sang thấy là tháng nào tháng 7, tháng 8 thì thấy cũng đông khách quá trời. Đông người ngồi này, chứ không có buồn hiu giống như là sân bay xếp. Mình cứ đi thẳng là để lấy hành lý nha. Ở đây á, nó cũng có cái bảng để cho mình xem á, là cứ đi thẳng là đi để đi lấy baga, lấy hành lý ký gửi á. Wow, xung quanh chỗ sân bay này, chỗ nào chỗ đó đông nghẹt người luôn. Ở bên Mỹ cũng không có đông bằng ở đây, đông thiệt. Bữa giờ mình qua là mình có đi tắm cơm không? Không tắm được. Giờ mình đi ăn đi, có bụng ăn hả? Cái hành lương nó ăn dễ sợ. Sân bay ở đây đông ha, đông hơn bên Mỹ mình luôn ha. Đông hơn. Đông thiệt đấy chứ, quá chừng. Chuẩn bị là bi mình đi nhuộm da nha. Sử dụng tiếng Pháp luôn vui nha. Hoặc là tiếng Anh, chắc tiếng Pháp Pháp nó cũng xài được. Hai thằng đó đi trước đi, đi sau một phiên thầy. Vừa đi xem vừa quay luôn sân bay Malaga cho mọi người xem. Malaga là một cái thành phố ở trong nước Espanyol đó các bạn. Đông quá chị đông. Người to nhất, lớn cao nhất là người dẫn đầu ở trong nhóm nè. Anh đi phía trước. Hả? Ủa chị Nhân đâu rồi? Nhân chị đâu rồi? Ây da.
quay luôn xung quanh này cho mọi người xem này. Sân bay rất là vui và nhộn nhịp ạ. Đông người, đông khách. Đợi lên chút đi. Bây giờ mình coi ở đây. Mình đi từ Bỉ, đi từ Bruxelles. Bruxelles là mình sẽ lấy ở chỗ D5. À không phải, cái chỗ này đâu phải chỗ để mà để lấy baga đâu. Đó là cái bạn lại đi Ủa mình đi xuống lấy baga luôn mà mình không đi toilet gì hết hả? Đi coi. Còn mình lấy đi ở bên kia, nguyên đám Việt Nam đi ở đây. Xuống cùng một con đường thôi ạ. Này là lấy hành lý và coi cái chỗ cửa mình lấy là sẽ là đi theo đi đã. Cái hình ảnh ở chỗ này nhìn tư tự gần gần giống như là sân bay của Việt Nam đó mọi người ha. Nhưng mà ở đây thì lớn hơn nhiều, có rất là nhiều băng chuyền. Lúc nó đi mà nó không có cần mamon nó luôn, nó đi tốt nút rồi nữa. Mình tưởng là đi qua đây sẽ khó đi lắm, ai già cũng rất là dễ đi. Lít ơi, mong mong kéo cái đấy cho. Kéo sát tay cho. Đi bên Lít là Lít cho giống như là ba giống như chồng của Sang vậy đó. Là lo hành lý. Ơi con thấy của con này hả? Nhưng mà từ từ nó quay lại Lít ơi. Từ từ. Lít ơi, đứng ở đây đi. Không, từ từ nó quay lại.
Ok, nó chụp nê lại đây. Không phải đâu, cái đấy của anh ta mà. Chưa tới mình đâu. Có ơi. Có ơi, nói gì. Chắc không? Phải không? Giống không? Giống không? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Phải không? Ồ. Cái xe lăn người ta ra có đây làm mình đi công người ta. Thích này không? Cái xe lăn gì á? Chị Loan có gặp trường hợp nào mà bị lạc hành lý chưa? Có đúng lần nào đi bị lạc hành lý chưa? À. Đâu? Của mình nữa hả? Blue. Vậy hả? Con nhìn thấy của Maimon này hả? Hả? Ủa? Nó không chạy nữa rồi. Ủa nó chạy nữa. Lan chỉ lấy cái màu hồng, còn mình là cái màu xanh. Đây con, đủ rồi. Xong rồi. Rồi đủ rồi. Rồi xong. Rồi bây giờ đi ra lấy taxi thôi ạ. Taxi chưa có đặt trước. Tới đây mới đi mắc taxi. Ơi. À, ở đây có không mua wifi, cạc để wifi. Trời ơi nóng, ra tới ngoài rồi mọi người. Ôi nóng hổi luôn. Sân bay này có xe chạy ở bên phía trên đó mọi người nè. Đó. Taxi phải đi xuống dưới ạ.
Đức ơi. Đức. Con đi. Trời chút quá. Bị ù lỗ tai rồi phải không? Không. Ồn quá. Ồn quá. Nói gì? Ra nói gì? Trời ơi, mấy chị cứ đi tốt lút rồi. Ở đây cái người này họ đang chỉ cho mình cái ra cái chỗ nào để đón taxi. Đây sang thấy có rất là nhiều người nói tiếng Pháp nha. Ra đến ngoài là nóng, nóng mà có gió mát ạ. À, chỗ này chỗ taxi nè. Chỗ bến đậu của taxi. Taxi ấy thì thường là đặt trước thì có người họ đón mình, còn mình không đặt trước thì người ta chỉ là đi ra đây. Còn taxi thì cũng không mắc đâu, họ nói vậy đó. Lấy chiếc xe to luôn đi. Giờ đi chiếc lửa. Đi. Đi theo. Đi theo đi chiếc to luôn. Đi quá rồi kì. Mười. Đi quá. Ở đây có mấy người á, nguyên dãy xe taxi đậu ở đây nè. Đó. Sau đó rồi nếu mà cái chiếc nào mà đi đông người là sẽ hú nhau kêu lên. Rồi chuẩn bị lên xe thôi. Dạ. Vamos a ver, aquí son 10. Se lleva 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6